Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ hai ngày 23 tháng 11 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin Liên Hợp Quốc chất vấn chính phủ Việt Nam về việc bắt giam, sách nhiễu người dân. Năm cơ quan độc lập của Liên Hợp Quốc vừa công bố văn thư chất vấn chính phủ Việt Nam về việc bốn thành viên của Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam và hai thành viên thuộc Nhà xuất bản Tự do bị chính quyền bắt giữ, sách nhiễu. Tuy nhiên, phía Việt Nam chưa phản hồi văn thư này dù đã quá hạn tới 60 ngày. Văn thư được công bố vào hôm 17 tháng 11 năm 2020 cho biết các cơ quan thuộc Liên Hợp Quốc đã chất vấn chính phủ Việt Nam về các vụ bắt giữ, sách nhiễu liên quan đến các thành viên bao gồm Phạm Chế Dũng, Nguyễn Tường Thụy, Lê Hữu Anh Tuấn, Lê Anh Hùng của Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam và Phạm Đoan Trang và ông Hồ Sĩ Quyết của Nhà xuất bản Tự do. Đây là hình ảnh từ phải sang Phạm Chế Dũng, Nguyễn Tường Thụy, Lê Hữu Anh Tuấn, Lê Anh Hùng, Phạm Đoan Trang, Hồ Sĩ Quyết. Các cơ quan của Liên Hợp Quốc cũng yêu cầu chính phủ Việt Nam cung cấp thông tin về cơ sở pháp lý, giải thích và một số thông tin khác có liên quan đến các cá nhân tổ chức trên. Văn thư có đoạn: chúng tôi bày tỏ mối quan ngại sâu sắc liên quan đến việc báo cáo tội phạm hóa, sách nhiễu và đe dọa các nhà báo, nhân viên hoặc những người ủng hộ Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam và Nhà xuất bản Tự do, cũng như việc các thành viên trong gia đình họ bị đe dọa. Những cá nhân này dường như bị nhắm đến vì đã thực hiện quyền tự do ngôn luận và lập hội, cũng như bảo vệ quyền con người. Văn thư của Liên Hợp Quốc đã viết như vậy. Và chúng tôi bày tỏ sự báo động về việc tiếp tục sử dụng những biện pháp giam giữ kéo dài trước khi xét xử, và thường là giam giữ mà không được cho gia đình hay luật sư thăm gặp, hoặc giam giữ cưỡng bức về tinh thần dựa trên các điều khoản mơ hồ của Bộ Luật Hình Sự, chẳng hạn như Điều 117, tức là tuyên truyền chống nhà nước, dường như được sử dụng chống lại những cá nhân chỉ đơn thuần thực hiện quyền tự do biểu lộ và truyền đạt thông tin. Văn thư đã viết tiếp như vậy. Các chuyên gia Liên Hợp Quốc ký tên trong văn thư chất vấn này bao gồm báo cáo viên đặc biệt về tự do bày tỏ quan điểm và biểu đạt, báo cáo viên đặc biệt về tự do tụ tập và hội họp, báo cáo viên đặc biệt về nhà hoạt động nhân quyền và báo cáo viên đặc biệt về quyền văn hóa và nhóm làm việc về việc bắt giữ tùy tiện. Theo quy định, văn thư chất vấn yêu cầu chính phủ phản hồi trong vòng 60 ngày. Sau 60 ngày, dù có phản hồi hay không, văn thư chất vấn sẽ được công bố công khai. Văn thư này cũng đề ngày 17 tháng 9 năm 2020 và tính đến hôm 17 tháng 11 năm 2020 là tròn 60 ngày kể từ khi văn thư được gửi đi cho chính phủ Việt Nam. Cho đến ngày 20 tháng 11 năm 2020, chính phủ Việt Nam vẫn chưa có phản hồi nào về văn thư này của Liên Hợp Quốc. Trao đổi với Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, luật sư Nguyễn Văn Miếng, người bào chữa cho ông Phạm Chí Dũng, Chủ tịch Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam đã nói rằng ông Dũng không nhận tội và ông Dũng đã ghi vào cáo trạng trong tháng này rằng ông không vi phạm pháp luật Việt Nam. Đây là hình ảnh các thành viên sáng lập Hội Nhà báo Độc lập trong ngày thành lập 4 tháng 7 năm 2014. Ông Phạm Chí Dũng đứng bên ngoài cùng bên phải. Thân nhân của các ông Phạm Chí Dũng, Nguyễn Tường Thụy, Lê Hữu Minh Tuấn vẫn chưa được phép thăm gặp kể từ khi các ông bị bắt. Ông Dũng bị bắt từ tháng 11 năm 2019, ông Thụy bị bắt từ tháng 5 năm 2020 và ông Tuấn bị bắt từ tháng 6 năm 2020. Vào hôm 20 tháng 11, bà Phạm Thị Lân, vợ của ông Nguyễn Tường Thụy, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Độc lập đã cho Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ biết như sau. Tôi vẫn chưa được gặp anh ấy, đã có bản cáo trạng rồi nhưng tôi vẫn chưa được xem qua, chỉ có luật sư được gặp anh ấy thôi. Tôi nghĩ rằng chồng tôi vô tội, chồng tôi không vi phạm bất cứ điều nào mà pháp luật Việt Nam quy định. Giả sử chồng tôi có viết những bài báo như thế thì cũng chỉ là để thực hiện quyền tự do ngôn luận mà pháp luật Việt Nam đã quy định. Bà Phạm Thị Lân cho Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ biết bà trân trọng sự quan tâm của Liên Hợp Quốc và cộng đồng quốc tế đã lên tiếng và chất vấn chính phủ Việt Nam về việc các thành viên của Hội Nhà báo Độc lập, trong đó có chồng bà, bị bắt bớ và sách nhiễu. Viện Kiểm sát ở thành phố Hồ Chí Minh vừa chính thức đưa ra cáo trạng đối với Nhà báo Độc lập Phạm Chí Dũng, khiến ông có thể bị hình phạt tù từ 10 đến 20 năm. Nhưng ông vẫn khẳng định ông không vi phạm pháp luật, luật sư bảo chữa cho biết. Còn luật sư Nguyễn Văn Miếng, người bảo chữa cho nhà báo Phạm Chí Dũng, đã nói với Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ sau lần đầu tiếp xúc với thân chủ vào hôm 10 tháng 11 tại trại giam số 4 Phan Đăng Lưu, quận Bình Thạnh như sau. Vào chiều ngày 10 tháng 11 năm 2020, tôi có vào tiếp xúc với ông Phạm Chí Dũng. Trong lúc làm việc với ông Phạm Chí Dũng, có đại diện của Viện Kiểm sát là ông Đào Công Lữ đến để rào cáo trạng. Cáo trạng dài 12 trang ra ngày 10 tháng 11.
luật sư Miếng nói qua điện thoại như sau. Khi mà nhận được cáo trạng như vậy thì anh Dũng cũng dửng dưng. Đây là hình ảnh nhà báo Phạm Chí Dũng khẳng định ông không vi phạm pháp luật. Sau đó thì ông Đào Công Lữ là đại diện Viện Kiểm sát Thành phố Hồ Chí Minh đưa tờ giấy để xin xác nhận là đã nhận, tức là cáo trạng. Thì ông Dũng đã ghi vào đó là tôi không vi phạm pháp luật Việt Nam và ông ấy ký vô trước mặt tôi. Tôi có được xem cáo trạng đó, tôi thấy họ truy vào khoản 2 điều 117. Tôi có nói với anh Dũng rằng là anh bị truy vào khoản 2 điều 117 với mức án từ 10 đến 20 năm. Ông Dũng có nói với tôi rằng là họ truy mình vào khoản mấy mà chẳng được. Ông ấy cũng có nói với tôi rằng tất cả những lời khai ông ấy không ký. Tức là những bản cung là ông ấy không ký hoặc ông có ký thì sẽ ghi vào dòng chữ như vậy. Luật sư Đặng Đình Mạnh nói với đài BBC. Tôi có thời gian gặp các thân chủ của mình vào hôm thứ Năm tuần trước. Ông Dũng là khoảng một tiếng đồng hồ. Các thân chủ của tôi đều mặc đồng phục của trại tạm giam. Cuộc gặp có sự giám sát hiện diện của cán bộ trại giam ở phòng làm việc của trại giam ở số 4 Phan Đăng Lưu. Ông Dũng vẫn nhanh nhẹn trong vóc dáng hơi ốm gầy của ông và ông rất tỉnh táo. Ông cũng có nói với tôi là ông cầu nguyện rất nhiều và ông đã gửi lời cảm ơn đến các tổ chức cá nhân, trong đó có tổ chức trong nước và quốc tế, cũng như người thân và mọi người đã lo nghĩ đến ông và ủng hộ cho ông. Chúng tôi cho rằng thân chủ của chúng tôi, những người có thể sẽ được đưa ra xét xử trong khoảng vài tháng tới đây, đã bị truy tố và có khung hình phạt và điều luật khắt khe, nặng nề và tốt nhất là Việt Nam nên hủy bỏ điều luật đó đi để phù hợp hơn với những cam kết đã ký kết về đảm bảo các quyền của công dân và nhân quyền, cũng như tôn trọng tự do, dân chủ, phản biện xã hội dân sự như Việt Nam đã từng công bố. Kể từ khi bị bắt vào tháng 11 năm 2019 cho đến nay, đây là lần đầu tiên ông Phạm Chí Dũng được tiếp xúc với luật sư và gia đình ông cũng không được thăm gặp. Ông Phạm Chí Dũng, Chủ tịch Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam, đồng thời là một cộng tác viên thường xuyên của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, đã bị bắt vào ngày 21 tháng 11 năm 2019 với cáo buộc tuyên truyền chống nhà nước. Cùng chung cáo trạng với ông Phạm Chí Dũng còn có ông Phó Chủ tịch Hội là Nguyễn Tường Thụy bị bắt vào tháng 5 năm 2020 và nhà báo độc lập Lê Hữu Minh Tuấn bị bắt vào tháng 6 năm 2020. Đây là hình ảnh vào ngày 4 tháng 1 năm 2015, Chi hội Nhà báo độc lập miền Bắc tổ chức tọa đàm Hội Nhà báo độc lập Việt Nam qua 6 tháng thành lập. Nhà báo Nguyễn Tường Thụy, Phó Chủ nhiệm Hội Nhà báo độc lập là người ngồi hàng đầu, thứ ba từ phải sang. Khi được hỏi việc này sẽ có ảnh hưởng thế nào đến tác nghiệp của các luật sư và khi nào thì vụ án mới được đưa ra xét xử, luật sư Nguyễn Văn Miếng đáp như sau. Khi chuyển hồ sơ qua tòa án như thế, người ta tới khi đó có thể mới cấp cho chúng tôi thông báo bảo chữa. Như vậy thì các luật sư mất đi rất nhiều thời gian để vào cuộc. Còn về khả năng khi nào vụ án sẽ được đưa ra xét xử thì cái này tùy thuộc theo tòa án thôi. Nhưng thường là một tháng nữa sau khi Viện Kiểm sát hoàn thành và chuyển cáo trạng qua tòa án. Sau đó thêm 1 tới 2 tháng nữa, nếu không sớm hơn và không có gì đặc biệt thì tòa án sẽ đưa ra xét xử. Và hiện nay đã là cuối tháng 10 năm 2020 rồi, thì có lẽ theo chúng tôi là sớm nhất là cuối năm nay họ sẽ đưa ra xét xử. Thông thường là các vụ án hình sự ở Việt Nam rất ít khi thay đổi tội danh. Người ta có thể thay đổi giữa khung hình này với khung hình khác, nhưng tội danh thì ít khi được thay đổi. Và hai ông Dũng và Thụy đã bị họ truy tố về tội làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm chống nhà nước và được quy định theo điều 117 của Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi năm 2017, thì theo tôi là ít khi họ sửa đổi tội danh. Và trừ trường hợp có gì đặc biệt mà phải bổ sung điều tra mà tòa án trả lại hồ sơ thì ít khi họ thay đổi tội danh của hai ông và khả năng cao là các ông sẽ bị xét xử theo điều đó. Đây là hình ảnh nhà báo Lê Anh Hùng, cũng là thành viên của Hội Nhà báo Độc lập. Ông bị cưỡng bức điều trị tâm thần từ tháng 10 năm 2018. Gia đình cho biết hiện giờ ông rất phờ phạc và rất yếu. Hình bên trái là mẹ ông và nhà báo Nguyễn Vũ Bình đi thăm ông ở Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1. Luật sư Nguyễn Văn Miết cho Đài Tiếng Nói BBC biết như sau. Tôi được mời bảo chữa cho hai người là ông Phạm Chí Dũng và ông Nguyễn Tường Thụy. Với sức khỏe, tôi thấy ông Phạm Chí Dũng nói chung là tỉnh táo. Ông vẫn có dốc người ốm yếu, nhưng đôi mắt của ông vẫn rất tinh nhanh, có thần. Ông nói chuyện với tôi như thể hai người đang ở bên ngoài, chứ không phải là ông đang bị tạm giam. Nhưng ông Nguyễn Tường Thụy thì có nói với tôi là ông đang bị đau người, xương khớp mình mẩy, cánh tay đều đau vì ông phải nằm trên chỗ nằm là sàn xi măng. Tuy nhiên, ông cho biết là bệnh gút mà ông mắc phải thì đã không thấy tái xuất hiện nữa. Tôi nói đùa với ông ấy là trại giam chính là nơi đã chữa bệnh gút cho ông ấy, và cả ông ấy và tôi đều cười
về chi tiết đó. Hôm 17 tháng 11, từ Hà Nội, bà Phạm Thị Lân, vợ của nhà báo Nguyễn Tường Thụy đã nói với đài BBC như sau. Tôi cũng được biết qua luật sư là nhà tôi có bị đau cánh tay trái. Tôi biết đó là bởi vì anh Thụy khi bị bắt họ đã bẻ quặp tay ra sau ép anh ấy phải cung cấp mật khẩu và các thiết bị của anh ấy. Tới nay tôi vẫn chưa hề được gặp mặt chồng tôi. Tôi đã phải đi lại rất vất vả, tốn kém từ Hà Nội vào Sài Gòn tới 8 lần. Họ từ chối không cho gặp chồng tôi ngay cả khi đã kết thúc giai đoạn điều tra. Tôi cho rằng họ bắt anh ấy và giam trong Sài Gòn tuy anh ấy và gia đình sống ở Hà Nội là cố tình gây khó khăn cho gia đình tôi và bản thân anh ấy. Tôi vẫn cố gắng thăm nuôi và đề nghị được chuyển thực phẩm, thuốc men vào. Anh ấy còn có bệnh cao huyết áp nữa. Từ khi chồng tôi bị bắt cho đến cách đây một tháng trở lại đây, tôi đi đâu đó cũng có người theo và người ta nói rõ người ta là công an, an ninh. Khi tôi hỏi thì họ bảo họ chỉ làm theo nhiệm vụ của cấp trên giao thôi. Và đây là hình ảnh nhà báo Phạm Đoan Trang, là người sáng lập nhà xuất bản Tự Do với khoảng 30 đầu sách được phát hành trong nước trước khi bị bắt. Trong đó, đặc biệt là bản báo cáo Đồng Tâm đã tố cáo tội ác của nhà cầm quyền với dân làng Đồng Tâm được trình bày song ngữ Việt và Anh. Tôi cũng có nhận được một số sự giúp đỡ, chia sẻ tinh thần của mọi người và bạn bè của anh Thụy. Về tổ chức quốc tế thì đây là lần thứ hai tôi được một tổ chức truyền thông quốc tế phỏng vấn. Anh Thụy dặn tôi là đừng vào thăm nữa nếu họ ngăn cản, kể cả không cần tham dự phiên tòa vì như thế khó khăn, tốn kém, nhọc nhằn cho cả tôi và gia đình. Nhưng tôi sẽ theo anh ấy tới tận cùng. Tôi tin tưởng chồng tôi không có tội và tôi sẽ đồng hành với chồng tôi đến bất cứ đâu mà anh ấy cần tôi. Hôm thứ ba, bà Bùi Hồng Loan, vợ của nhà báo Phạm Chí Dũng đã nói với đài BBC từ Sài Gòn như sau. Tới hôm nay, tôi và gia đình vẫn chưa được gặp anh Dũng. Từ hôm anh ấy bị bắt thì gia đình chúng tôi cũng đã phải thu xếp mọi việc ổn định lại. Chúng tôi đã có nhận được sự thăm nom động viên. Chính nhà báo Nguyễn Tường Thụy trước khi bị bắt cũng đã hỏi thăm, liên lạc với chúng tôi. Cũng có các vị tới nhà ông liên lạc hỏi thăm, thăm nom với ông nội các cháu, tức là ba anh Dũng. Có người ở cơ quan thành ủy, chủ yếu là bạn bè, người quen với ba má anh ấy. Nhân đây, tôi cũng muốn nói là tôi cảm ơn sự quan tâm giúp đỡ của mọi người. Nhưng những giúp đỡ về vật chất, tôi vẫn làm việc và tự lo được, nên mọi người hãy dành những giúp đỡ ấy cho các gia đình khác có khó khăn và đáng quan tâm hơn. Về nguyện vọng, từ nay tới khi xét xử anh Dũng, thì tôi cũng không muốn nói ra nguyện vọng gì cả. Vì nếu tôi có nói ra thì họ cũng không đáp ứng được đâu. Chẳng hạn như là thăm nom, nếu như ở thành phố Hồ Chí Minh mà họ có chủ trương, họ mà cho gặp thì họ sẽ không viện cớ là đại dịch viêm phổi Vũ Hán nữa. Bây giờ nếu đề nghị về ngoại lệ thì lấy tư cách gì để đề nghị đây? Bản thân tôi đã làm một giấy đề nghị được thăm gặp chồng tôi rồi mà họ không giải quyết, cách đây hơn một tháng rồi và họ cũng không hề trả lời. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo chấm đê ngày hôm nay thứ hai ngày 23 tháng 11 năm 2020 với bản tin Liên Hợp Quốc chất vấn chính phủ Việt Nam về việc bắt giam sách nhiễu người dân. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo chấm đê để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo chấm đê.